tàu chiến Mỹ Úc diễn tập bán đạn thật trên biển Đông. Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột do Trung Quốc quyết kiểm soát Ấn Độ Thái Bình Dương. Nhà thờ quốc gia Hoa Kỳ đánh chuông 600 lần tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng cho chiến tranh. Nga phạt Facebook, Telegram vì nội dung cấm Đồng minh nói sức khỏe của chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã cải thiện. Động thái ủng hộ chưa từng có của Nhật Bản với Đài Loan Báo cáo, luật an ninh Hồng Kông cắt giảm đáng kể các quyền tự do. Chiếc giang, mưa lớn 100 năm mới có một lần, đường phố bị nhấn chìm. Lao động ngành công nghệ Trung Quốc kỳ quệ vì bị giám sát. Quý vị và các bạn đang theo dõi một tin thế giới mới nhất tối ngày 11 tháng 6 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay, kính mời quý vị đến với một số tin tức đáng chú ý về Biển Đông. Tàu khu trục USS Curtis Wilbur và hộ vệ hạm HMES Balajat bán đạn thật trong một tuần diễn tập chung trên Biển Đông nhằm tăng khả năng phối hợp. Hải quân Mỹ hôm nay thông báo trên website, tàu khu trục USS Curtis Wilbur hội quân với tàu hộ vệ HMES Balajat của Australia hôm ngày 6 tháng 6 để thực hiện các hoạt động diễn tập trên Biển Đông. Lực lượng hai nước kết thúc đợt diễn tập hiệp đồng hôm ngày 11 tháng 6. Đợt diễn tập bắt đầu với nội dung phối hợp di chuyển và tiếp liệu trên biển với tàu hậu cần USNS Bighorn, USS Curtis Wilbur và HMAS Pallarat, sau đó trao đổi trực thăng, diễn tập bắn đạn thật và tiến hành những nội dung huấn luyện hàng hải khác. Hải quân Mỹ cho biết hoạt động này giúp củng cố khả năng hiệp đồng giữa hải quân hai nước đồng minh, cũng như thể hiện cam kết của Mỹ trong phối hợp với các đối tác khu vực nhằm duy trì trật tự quốc tế trên biển Đông. Hải quân Mỹ gần đây tăng cường hiện diện tại Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng sau loạt hoạt động của Trung Quốc, bao gồm việc khai triển hàng trăm tàu cá tại khu vực Bãi Ba Đầu và vụ 16 bay quân sự áp sát không phận Malaysia. Chuyển sang một thông tin quan trọng khác. Tờ Nikkei Asia ngày 11 tháng 6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, cảnh báo rằng Trung Quốc quyết kiểm soát khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và nguy cơ sự cố nhỏ dẫn đến khủng hoảng do thiếu đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bắc Kinh và Washington. Phát biểu trước Quốc hội vào ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng việc thiếu đường dây nóng giữa hai bên là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nhận định của ông Austin đưa ra tại phiên điều trần của Ủy ừ, ban Quân vụ Thượng viện sau câu hỏi của thượng nghị sĩ Angus King Người cho rằng tình hình trên cũng giống như từng được cố sử gia Barbara Toshman mô tả về bối cảnh dẫn đến thi chiến thứ nhất. Bà Toshman cho rằng, việc ám sát người thư kế Adriel Franz Ferdinand của đế quốc áo Hùng đã nhanh chóng bùng nổ thành xung đột vũ trang, một phần do thiếu cơ chế xuống thang căng thẳng. Tại phiên điều trần, ông Kings lưu ý rằng sách của bà Toshman có dịch sang tiếng Hoa và bán trên mạng. Ông nói đùa rằng, tôi nghĩ rằng mình có thể mua và gửi đến Bộ Chính trị ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông hoàn toàn nghiêm túc về mối nguy hiểm từ Trung Quốc. Tôi cho rằng một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất mà đất nước này hiện đối diện là xung đột tình cờ với Trung Quốc, kiểu như xung đột ở Biển Đông, eo biển Đài Loan và nguy cơ leo thang từ xung đột tình cờ đó. Cũng tại phiên điều trần, các nghị sĩ nhiều lần hỏi Bộ trưởng Austin đánh giá như thế nào về ý đồ của Trung Quốc và liệu Mỹ có đủ khả năng chiến đấu và chiến thắng Trung Quốc trong một cuộc chiến hay không. Ông Austin đáp Tôi thực sự tin rằng mục tiêu của họ là kiểm soát Indo-Pacific, và tôi tin rằng họ tham vọng muốn trở thành quốc gia lớn ác vượt trội trên thế giới. Tôi cho rằng họ đang hành động vì điều đó. Liên quan vũ khí hạt nhân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân vụ Trung Quốc tại Đại học Quốc phòng Mỹ Philip Saunders cho rằng mối đe dọa này từ Trung Quốc đang gia tăng và đe dọa an ninh Mỹ. Kính thưa quý vị, 15 tháng sau đại dịch, con số tử vong chính thức của Hoa Kỳ do COVID-19 là gần 600.000 người. Vào tối thứ Năm ở Washington, DC, tiếng chuông nhà thờ quốc gia Hoa Kỳ đã vang lên 600 lần. Mỗi hồi chuông tượng trưng cho 1.000 người Mỹ đã chết trong đại dịch COVID-19. Trước đó, tiếng chuông tại nhà thờ quốc gia cũng đã trung lên nguyện hôn cho các nạn nhân COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái, khi số người tử vong vì đại dịch lên tới 300.000 người. Theo CDC, gần 52% tổng số người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 42% đã được tiêm chủng đầy đủ. Hôm thứ Năm, CDC cho biết họ sẽ không còn yêu cầu khách du lịch đeo khẩu trang ở các trung tâm vận chuyển ngoài trời và không gian ngoài trời của tuyến phà, xe buýt, do nguy cơ lây truyền virus ngoài trời thấp hơn. Theo Reuters, Số người tử vong hàng ngày tại Hoa Kỳ do COVID-19 ngày 8 tháng 6 giảm xuống còn hơn 400 người, so với mức đỉnh là 4.500 người vào ngày 27 tháng 1. Chuyển sang tin tức về Triều Tiên và Nga Kính thưa quý vị, cộng đồng quốc tế thường chú ý nhiều đến kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng lớn của Triều Tiên, nhưng lại ít để ý tới bộ phận vũ khí thông thường của nước này. Quân đội Triều Tiên KPA vẫn là một trong các quân đội thường trực lớn nhất trên thế giới, với quân số khoảng 1,3 triệu người, gấp hơn 2 lần quân số của Hàn Quốc. Bất chấp lợi thế về số lượng, quân đội Triều Tiên vẫn đối mặt với sự yếu kém không nhỏ về chất lượng so với quân đội của cả Hàn Quốc lẫn Mỹ. Tình trạng này thể hiện rõ nhất trong kho xe tăng thiết giáp của Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiện nay Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực, trong khi với Hàn Quốc chỉ có 2.300 xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên, lực lượng tăng thiết giáp của Triều Tiên gồm chủ yếu các xe tăng cũ kỹ từ thời Liên Xô và xe kiểu 59 của Trung Quốc. Ngay cả các xe tăng do Triều Tiên tự sản xuất cũng có vẻ dựa trên các mẫu thiết kế cũ của Liên Xô hoặc Trung Quốc. Vì Triều Tiên thiếu một lực lượng thiết giáp hiện đại, phản ánh cách tiếp cận có từ lâu của nước này đối với hiện đại hóa quân sự. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá rằng Triều Tiên nhấn mạnh phát triển các mảng mà họ thấy sẽ mang lại cho họ lợi thế so sánh trước các đối thủ của mình. Thưa quý vị, hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 6, một tòa án ở Moscow đã phạt Facebook tổng cộng 17 triệu rúp, khoảng 236.000 đô la Mỹ và Telegram 10 triệu rúp, khoảng 139.000 đô la Mỹ vì không xóa nội dung bị cấm. Động thái này có thể là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của chính phủ nhằm thắt chặt kiểm soát các mạng xã hội trong bối cảnh bất đồng chính trị. Đây là lần thứ hai cả hai công ty bị phạt trong những tuần gần đây. Ngày 25 tháng 5, Facebook đã phải trả 26 triệu rúp, hơn 360.000 đô la Mỹ vì đã không gỡ xuống nội dung bị chính quyền Nga cho là bất hợp pháp. Một tháng trước, Telegram cũng được lệnh phải trả 5 triệu rúp, khoảng 69.000 đô la Mỹ vì đã không gỡ xuống các lời kêu gọi chống đối. Đầu năm nay, Cơ quan Giám sát Truyền thông Nhà nước Roskomnadzor của Nga đã bắt đầu đe dọa ban hành lệnh cấm với Twitter vì cáo buộc mạng xã hội này không gỡ bỏ các nội dung bất hợp pháp. Ông Vazim Sobatin, Giám đốc Cơ quan Giám sát Truyền thông Roskomnadzor nói rằng, Twitter vẫn có thể tránh bị chặn nếu xóa các nội dung bị cấm ở Nga như khiêu dâm trẻ em, tài liệu về ma túy bất hợp pháp và trẻ nhỏ tự kỷ. Chiến dịch trấn áp diễn ra sau khi chính quyền Nga chỉ trích các nền tảng mạng xã hội đã được sử dụng để kêu gọi hàng chục nghìn người xuống đường trên khắp nước Nga để yêu cầu thả thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, nhà phê bình nổi tiếng nhất và tổng thống Vladimir Putin. Làn sóng biểu tình này là một thách thức lớn đối với Điện Kremlin. Những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm thắt chặt kiểm soát Internet và mạng xã hội bắt đầu từ năm 2012, khi một đạo luật cho phép các cơ quan chức năng đưa vào danh sách đen và chặn một số nội dung trực tuyến nhất định. Kể từ đó, một số hạn chế ngày càng tăng nhắm vào các ứng dụng nhắn tin, trang web và nền tảng truyền thông xã hội đã được áp dụng ở Nga. Thưa quý vị, Ivan Zhdanov, một đồng minh chính trị gia đối lập Nga, Alexei Navalny hôm nay nói rằng, sức khỏe của ông đã được cải thiện và ông đang giữ liên lạc với các biện pháp đang được thực hiện chống lại nhóm vận động của mình. Đồng minh của ông Ivan Zhudanov cho biết hôm thứ Sáu. Bất chấp sự phản đối quốc tế, tòa án ở Moscow hồi tháng 3 tuyên án ông Alexei Navalny 3,5 năm tù vì vi phạm các điều khoản của án treo về tội tham ô năm 2014. Ông Navalny phản đối các cáo buộc của Điện Kremlin. Các đồng minh của chính trị gia Navalny hồi tháng tư cho biết, sức khỏe của ông rất nghiêm trọng và ông đã được chuyển đến một bệnh viện nhà tù để điều trị. Ông Zhdanov nói với đài phát thanh Epoch Moskvy rằng, Alexei Navalny hiện đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều, và mỗi khi được thông báo về một số tin tức, ông ấy đều nói rằng mình bị sốc. Ông ấy cố gắng cập nhật chương trình nghị sự, giữ liên lạc với những gì đang diễn ra và đưa ra lời khuyên pháp lý cho các luật sư. Về tổng thể, mọi thứ đều ổn. Tiếp nối chương trình là phần tin tức về Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc. Trong một động thái chưa từng có, Hạ viện Nhật Bản vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 6, đã nhất trí thông qua một kiến nghị kêu gọi các nước liên quan đồng ý để Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO từ năm tới. Trong đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia và chính trị gia cấp cao đã lên tiếng tán thành việc quốc đảo tham dự cuộc họp của WHO hàng năm với tư cách là quan sát viên. Mặc dù vậy, khi Đại hội đồng Y tế Thế giới khai mạc vào tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lại không gửi lời mời đến Đài Loan. Bản kiến nghị cho biết, trong cuộc chiến chống dịch, những khu vực đạt được thành công nhất định nên được phép chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của họ. Ký nghị khẳng định rằng, việc Đài Loan không thể chia sẻ kinh nghiệm tại Đại hội Đồng Y tế Thế giới đã dẫn đến tổn thất toàn cầu. Tại Đài Bắc, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ hoan nghênh và biết ơn động thái chưa từng có của Nhật Bản. Bộ này nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các nước có cùng giá trị về nhân quyền, tự do và dân chủ. Động thái của Hạ viện diễn ra sau khi Thủ tướng Suga Yoshihide vào ngày 9 tháng 6 gọi Đài Loan là một quốc gia, khiến Bắc Kinh tức giận. Thưa quý vị, theo một báo cáo của Anh, Bắc Kinh đã vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của mình khi làm suy yếu mức độ tự trị cao của Hồng Kông và sử dụng luật an ninh quốc gia để cắt giảm đáng kể các quyền tự do ở trung tâm tài chính toàn cầu này. Lời mở đầu trong báo cáo 6 tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, Đạo luật an ninh quốc gia sâu rộng mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào tháng 6 năm ngoái đang được sử dụng để trấn áp phe đối lập chính trị. Ông Rapp nói rằng đã có những vi phạm rõ ràng đối với tuyên bố chung năm 1984. Do Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher ký kết nhằm bảo đảm các quyền tự do trên diện rộng cho Hồng Kông. Báo cáo chỉ trích vì Bắc Kinh đại tu hệ thống bầu cử ở Hồng Kông, các quyết định truy tố của Bộ Tư pháp về luật an ninh gây tranh cãi. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, ông Jeff cho biết, Do đó, hiện nay chúng tôi tuyên bố Trung Quốc đang trong tình trạng không tuân thủ tuyên bố chung. Ông nói thêm, luật an ninh quốc gia không được sử dụng để nhắm vào một nhóm nhỏ tội phạm như Bắc Kinh tuyên bố. Thay vào đó, nó đang được sử dụng để hạn chế đáng kể không gian thể hiện các quan điểm chính trị thay thế và ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và tranh luận chính trị hợp pháp. Chính quyền Hồng Kông đã đáp trả những tuyên bố này và gọi đó là những nhận xét không chính xác. Người phát ngôn của chính phủ Hồng Kông lập luận rằng, từ khi thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông, sự ổn định đã được khôi phục và an ninh quốc gia được bảo vệ. Sau một năm người Hồng Kông ủng hộ dân chủ biểu tình, Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông vào tháng 6, trừng phạt những gì đang Cộng sản Quốc định nghĩa là ly khai, dụ dỗ và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với mức án lên tới tù chung thần các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền quốc tế đã bày tỏ lo ngại luật an ninh quốc gia sẽ đề bạp các quyền tự do ở Hồng Kông. Anh, quốc gia cai trị Hồng Kông trong hơn 150 năm cho đến khi trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997, đã nói rằng luật an ninh đã vi phạm tuyên bố chung Trung Anh năm 1984. Thưa quý vị, Sáng sớm ngày 10 tháng 6, thành phố Chư Kỵ, Thiệu Hương, tỉnh Chiết Giang hứng chịu trận mưa lớn 100 năm mới có một lần. Các phương tiện truyền thông chính thức cho biết, trận mưa đã khiến hai người thiệt mạng và hai người mất liên lạc. Các quan chức năng ngay lập tức ban hành phương án ứng phó khẩn cấp và phòng chống lưu lực cấp 2, đồng thời nâng một số thị trấn và tuyến phố trọng điểm lên mức ứng phó phòng chống lưu lực cấp 1. Một số ngôi nhà của dân làng đã ngập sâu 1,5m, mực nước sông dâng cao, đường sá bị cuốn trôi, đất trồng rọt bị ảnh hưởng. Một vụ lở đất đã xảy ra ở khu thắng cảnh Vusia được cho là đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo báo cáo, tính đến 6 giờ 30 ngày 10 tháng 6, lượng mưa tích lũy tại các làng và thị trấn bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở thành phố Chư Kỵ đã vượt quá 170mm và lượng mưa trung bình của thành phố là 60,5mm. Theo báo cáo, các nhà chức trách đã điều động hơn 2.000 nhân viên cứu hộ và sơ so tán gần 2.000 người. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, lũ tràn vào các con đường của thị trấn, nhấn chìm nhiều ô tô, hầu hết các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở tầng 1 đều bị ngập. Kết thúc bản tin thế giới tối nay, mời quý vị theo dõi bài bình luận Lao động ngành công nghệ Trung Quốc kiệt quệ vì bị giám sát được đăng tải trên tờ Nikkei Asian Review. Làm việc cho một công ty game ở Thượng Hải, kỹ sư phần mềm Andy Wang thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tội lỗi. Công việc của Wang là phát triển phần mềm giám sát, còn được gọi là con mắt thứ ba. Hệ thống này được cài vào máy tính sách tay của tất cả nhân viên trong công ty. Nó theo dõi màn hình trong thời gian làm việc, ghi lại các cuộc trò chuyện, cách trình duyệt web được mở và mọi chỉnh sửa tài liệu mà nhân viên thực hiện. Phần mềm cũng tự động gắn cờ đáng ngờ nếu nhân viên truy cập các trang web tìm kiếm việc làm hoặc các nền tảng livestream. Báo cáo tóm tắt về hoạt động của nhân viên sẽ được tổng hợp hàng ngày. Ngay cả quan cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của phần mềm này. Mỗi ngày, hàng trăm nhân viên của công ty liên tục bị con mắt thứ ba xăm soi, ghi chép hoạt động khiến rất nhiều người mệt mỏi, áp lực. Quang nói, cấp trên thường xuyên kiểm tra các báo cáo này. Kết quả giám sát có thể gây ảnh hưởng đến chuyển vọng thăng chức hoặc tăng lương của người lao động. Quang cho biết thêm, hơn hết, công ty có thể sử dụng nó làm bằng chứng khi muốn sa thải ai đó. Xâm phạm quyền riêng tư Ngoài con mắt gắn và máy tính, hàng chục camera giám sát độ nét cao được gắn trong văn phòng công ty. Quang cho biết nhân viên lễ tân sẽ kiểm tra camera mỗi ngày để giám sát thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Sau 2 năm làm việc, quan quyết định nghỉ vì quá mệt mỏi. Anh nói: chúng tôi không thể làm việc liên tục, chúng tôi cũng phải có lúc nghỉ. Ở Trung Quốc, việc áp dụng công nghệ đã giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ngày càng nhiều công ty lạm dụng sức mạnh công nghệ để tăng cường giám sát và đánh giá nhân viên. Đây là vấn đề đặc thù của ngành công nghệ Trung Quốc, nơi công nghệ phát triển rất nhanh, nhưng các quy định về lao động nghèo nàn dẫn tới tình trạng lạm dụng sức lao động. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc ứng dụng tràn lan công nghệ giám sát là hành vi phi đạo đức, xâm phạm quyền riêng tư của nhân viên và tạo thêm gánh nặng công việc cực lớn cho họ. Điều kiện làm việc khắc nghiệt, quá áp lực khiến nhiều người lao động mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí tử vong. Không ít nhân viên công ty công nghệ Trung Quốc phải làm việc hơn 12 tiếng một ngày, thậm chí có thể hơn trong giai đoạn cao điểm. Tháng 12 năm ngoái, cái chết của hai nhân viên làm việc tại nền tảng thương mại điện tử Pintuotua dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm dụng sức lao động trong ngành công nghệ nữ nhân viên 22 tuổi làm việc bạc mạng 12 giờ một ngày, 6 ngày mỗi tuần đến mất kỹ sức. Cô đột quỵ khi trên đường trở về nhà lúc 1 giờ 30 sáng. Hai tuần sau, một nam kỹ sư công nghệ của Pintutu tự vẫn vì áp lực công việc quá cao. Người này là một nhân viên trẻ mới tốt nghiệp đại học. Anh kiểm tra ứng dụng tin nhắn của công ty lần cuối trước khi nhảy lầu tự sát. Cũng trong tháng đó, một nhân viên đăng ảnh đồng nghiệp kiệt sức và được đưa bằng cán ra khỏi công ty anh này sau đó bị sa thải. Ép nhân viên làm bạc mạng Hàng loạt các sự cố đau lòng đã dấy lên hội chuông cảnh báo về văn hóa làm việc 996 khắc nghiệt ở Trung Quốc. Chuyên gia Nis Sonichek thuộc Đại học King's College of London của Anh nhận định, ở Trung Quốc, các luật toán và trí tuệ nhân tạo không thay thế người lao động. Theo vào đó, chúng hỗ trợ hoạt động quản lý. Tại Trung Quốc, hoạt động giám sát nhân viên xuất xứ từ sự cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghệ các công ty cạnh tranh dữ dội trong những lĩnh vực như thiên mại điện tử, fintech, mạng xã hội, do đó ép nhân viên làm việc bạc mạng. Sanford Technologies là nhà cung cấp các nền tảng giám sát online lớn nhất Trung Quốc. Danh sách khách hàng của Sanford Technologies có 50.000 doanh nghiệp, bao gồm Alibaba, ByteDance là công ty mẹ của TikTok, Sinocorp là công ty mẹ của Weibo và Xiaomi. Phần mềm của công ty này theo dõi được mọi hoạt động trên máy tính và điện thoại của các nhân viên khi chúng kết nối với hệ thống mạng công ty. Thậm chí, nó có thể tự chặn các ứng dụng di động bị công ty coi là ảnh hưởng đến công việc. Trong toàn Hong, một công ty phần mềm ở Bắc Kinh phát triển ứng dụng di động theo dõi vị trí của người lao động ở các thời điểm trong ngày. Hồi năm 2018, giám đốc bán hàng một công ty ở thành phố Thẩm Dương bị phạt 200 nhân dân tệ, khoảng 31 đô la Mỹ, vì làm việc riêng trong giờ ăn trưa. Một người khác ở Sơn Tây bị phạt vì mở ứng dụng Weibo trong 10 phút khi đi vệ sinh. Chuyên gia quyền lao động Alan Lee cho biết, nhiều ứng dụng theo dõi việc nhân viên ở một vị trí, ví dụ trong nhà vệ sinh, quá lâu. Ông khẳng định các dữ liệu này đem lại cho doanh nghiệp quyền lực lớn khi xử lý các tranh chấp lao động. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lao động ngành công nghiệp có thu nhập trung bình 27.800 đô la Mỹ trong năm 2020, cao hơn thu nhập trung bình của lao động ngành tài chính và bất động sản. Chuyên gia lao động Alali cho hay, vì các công ty trả nhiều tiền cho nhân viên, họ tự cho mình có quyền năng tăng khối lượng công việc tùy thích. Cô Cindy Yan vào làm việc tại Santan Holdings. Dù có bằng thạc sĩ, cô vẫn tốn hàng nghìn nhân dân tệ để học lớp kỹ năng phỏng vấn. Cô kể các công ty công nghệ đều yêu cầu nhân viên làm thêm giờ, ai ngần ngại sẽ bị thải loại ngay. Giờ cô Danh làm việc từ 10 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Cô thừa nhận mọi thành viên trong nhóm của chúng tôi đều cảm thấy khủng hoảng. Một tin thế giới mới nhất tối ngày 11 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.